hiệu quả mà cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đem lại đó là làm cho diện mạo của thành phố sông công được đổi mới đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của thành phố góp phần xây dựng sông công ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại chỉ riêng năm 2021, xóm Bái Hát, xã Bá Xuyên đã huy động nhân dân hiến trên 1.500 mét vuông đất làm đường bê tông rộng 6 m dài gần 1 km với tổng giá trị công trình gần 1,5 tỷ đồng. Xây cổng nhà văn hóa trị giá 43 triệu đồng. Hiện thu nhập bình quân của xóm đạt 45 triệu đồng một người một năm. Qua bình xét năm 2021, toàn xóm có 101 trên 110 hộ đạt gia đình văn hóa. Xóm có 3 năm liên tục đạt danh hiệu xóm văn hóa. Không chỉ có bãi hát mà ở các xóm khác của xã Ba Xuyên, những năm gần đây, đời sống của người dân đã ngày càng được nâng cao. Hiện nay địa phương đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa 4 xóm gồm bãi hát, ao cang, xứ đào và trúc đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay. Toàn dân đều có nỗ lực, mỗi một người dân có thể hiến đất, làm đường và tất cả mọi dân đều bỏ ra những ngày công để là cùng mấy xóm với nhà nước để hỗ trợ làm con đường khang trang để cho dân đi với thuận tiện nhất là được có con đường mới thì phát triển của người dân càng lên cao. Thế là chè thì năng suất cao mà lúa ngô thì đều là có thằng, những cái thắng lợi lớn. Cho nên là cái này chúng tôi rất vui mừng với phát triển nông thôn mới và xóm chúng tôi sẽ quyết tâm đạt được phát triển nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ dân phố 10 phường Mò Chè là đơn vị được chọn làm điểm mở rộng đường giao thông. Nếu như trước đây tuyến đường này chỉ rộng 2 mét khiến cho việc đi lại của người dân rất khó khăn, thậm chí là mất an toàn giao thông. Sau khi được phường, tổ dân phố tuyên truyền vận động, hàng chục hộ dân đã hăng hái hiến hơn 1.000m2 đất, mở rộng 3 tuyến đường với chiều dài hơn 600m. Hiện các tuyến đường vào tổ đã cơ bản được mở rộng, các phương tiện đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn nhiều. Bà con ai nấy đều phấn khởi. Đây chính là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân. Khi khi vận động là chúng tôi nhất rất là hoan nghênh luôn chúng tôi đã bảo đoàn đồng ý luôn thế là chúng tôi là quyết tâm là cho phá luôn nhà nước đấy đâu chúng tôi sẽ ủng hộ đấy tôi quyết tâm là như thế nên gia đình nhà tôi rất là nhiệt tình thì về cơ bản nhân dân rất đồng tình ủng hộ và nó có ý nghĩa rất to lớn trong cái việc chỉnh trang đô thị rồi cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân sẽ được nâng lên đặc biệt là các cái tuyến đường sẽ được mở rộng và mọi giao thương giữa các tổ dân phố rồi giữa các ngõ xóm rồi đi lại của nhân dân sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi trong cái tình hình chung của phường cũng như của tổ dân phố. Gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên được thực hiện với nhiều cách làm hay và đạt được nhiều kết quả, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đến nay còn 1,27%, cận nghèo 1,88%. Từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố và các nguồn hỗ trợ khác. Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho hàng trăm hộ nghèo cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ sửa chữa và làm nhà mới cho 14 hộ nghèo hộ cận nghèo với số tiền 590 triệu đồng từ quỹ người nghèo của thành phố. Phấn đấu đến hết năm 2021 có 20 hộ được hỗ trợ làm nhà và sửa nhà. Chúng tôi cũng luôn luôn lúc nào cũng động viên anh em là còn có những cái chương trình mà thành phố mặt trận thì ủy ban dân thành phố mà phát động vận động chúng tôi cũng lúc nào cũng đồng hành cùng chung tay với mặt trận để coi như là hỗ trợ cho những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lá rách nhiều lá rách ít đùm lá rách nhiều cho nên là các khi chúng tôi đến tuyên truyền vận động các mạnh thường quân các doanh nghiệp những người có điều kiện là mọi người đều là ủng hộ rất nhiệt tình và ủng hộ một cách là đầy trách nhiệm Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn thể hiện rõ ràng trong việc hỗ trợ chia sẻ khó khăn của các tầng lớp nhân dân thành phố với đồng bào vùng bị thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị được gần 2,6 tỷ đồng tiền mặt, gần 400 triệu đồng giá trị hiện vật. Việc tạo khi thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, xóm, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa chính là một trong những điểm nhấn trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở sông Công. Phong trào ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Năm 2021, toàn thành phố có trên 17.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95,1%. 134 trên 146 xóm tổ dân phố đạt danh hiệu xóm tổ dân phố văn hóa đạt 91,8%. 7 xóm tổ dân phố đạt danh hiệu, xóm tổ dân phố 5 năm liên tục tiêu biểu. Cũng trong năm 2021, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn. Phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa đã góp phần tích cực vào việc đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức, công nhân lao động ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Tham gia nhiều hoạt động cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, xây dựng các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi. Việc đồng lòng thống nhất trong công việc là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đó đến hết năm 2021, toàn thành phố tiếp tục có 73 trên 79 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện đạt chuẩn văn hóa. À, người lao động trong toàn công ty chúng tôi thì luôn hưởng ứng rất là nhiệt tình các cái phong trào được phát động và lãnh đạo công ty thì luôn kiểm tra cũng như là giám sát rất là sát sao các cái phong trào mà người lao động chúng tôi hưởng ứng. Qua đó thì lãnh đạo công ty cũng ghi nhận các cái kết quả, các cái đóng góp của người lao động chúng tôi từ các cái phong trào mà công ty cũng như các tổ chức trong công ty phát động. nói đây là một chủ trương lớn của đảng mà được toàn dân ủng hộ và đi vào lòng dân. Từ thi có cuộc vận động này thì ngay từ cái nếp sống, cái nếp nghĩ của con người Việt Nam ấy đã tiếp tục được phát huy, đặc biệt là cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cộng với lại văn hóa hiện đại nhưng không ngoại lai. Đó là về mặt văn hóa. Về mặt cơ sở vật chất thì thông qua phong trào thì nhà nước, nhân dân đã cùng đóng góp, chung tay xây dựng các cái công trình văn hóa, các cái thiết chế văn hóa để từ đó thì làm những cái nơi để cho bà con hội họp và cũng từ cái cơ sở vật chất đó thì ngày càng được nâng cấp và thông qua đó thì đời sống của bà con dần được nâng cao và góp phần là xây dựng là con người Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thời gian tới, thành phố Sông Công phấn đấu xây dựng phong trào ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng, góp phần xây dựng thành phố Sông Công ngày càng phát triển hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.